Damikianimas Tritera Tole. Xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi. Kính thưa anh chị em, đó là lời nổi tiếng và là câu châm ngôn cuộc đời của Thánh Gioan Bosco mà ngày hôm nay chúng ta mừng kính. Giáo hội mời gọi chúng ta ngắm nhìn mẫu gương của Thánh Gioan Bosco để sống nên thánh, bắt chước thánh nhân mà chu toàn bổn phận của chúng ta. Bổn phận của thánh nhân là giáo dục thanh thiếu niên, giới trẻ để họ nên thánh. Bổn phận của mỗi người trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng được mời gọi trước hết phải lo cho mình được ơn cứu độ. Thứ hai, chúng ta cũng được mời gọi phải giáo dục, hướng dẫn đức tin cho những người mà chúng ta có bổn phận phải chăm lo trong gia đình hay ngoài xã hội, trong cộng đoàn. Thánh Gioan Bosco sinh ngày 16 tháng 8 năm 1815 tại Torino, miền Bắc nước Ý, và qua đời ngày 31 tháng 1 năm 1888, lúc ấy ngày 73 tuổi. Trước khi chết, Ngài mỉm cười nói với con cái của Ngài đang đứng chung quanh giường, hầu hết là các bạn trẻ, và Ngài nói: các con, chờ đợi các con trên thiên đàng. Lời nói dễ thương. Ngài làm linh mục, và Ngài nói: tôi trở thành linh mục, đó là mẹ tôi, nhờ mẹ tôi. Như thế cho chúng ta thấy ảnh hưởng của người cha người mẹ trong gia đình quan trọng như thế nào, chẳng những đến ơn gọi Kitô hữu giúp cho con nên thánh, mà nhờ gia đình thánh thiện, tốt lành, nhờ những người cha người mẹ là những vị thầy đầu đời trong gia đình mới giúp con cái, hướng con cái, và sau này giáo hội có những ơn gọi tu trì dân hiến khác nhau. Thánh Gioan Bosco mồ côi cha khi mới lên 2 tuổi. Mẹ là bà Margarita rất đạo đức, đã tảo tần nuôi 3 con. Bà ảnh hưởng rất lớn trên cuộc đời Bosco. Bà dạy các con siêng năng làm việc và chuyên cần cầu nguyện. Bà nói: Chúa thấy hết, Chúa biết hết, các con phải sống tốt lành, thánh thiện. Và đó là điều mà bà đã giúp cho con mình, chẳng những qua lời nói mà nhất là trong cuộc sống của bà, một người mẹ đạo đức thánh thiện tốt lành. Ngay từ nhỏ, ảnh hưởng từ mẹ, Bosco đã có lòng thương người. Có lần Ngài sẵn sàng hy sinh nhường phần bánh ngon của mình để đổi lấy tấm bánh đen của một mục đồng nghèo. Và bà mẹ biết như thế, bà mẹ tạ ơn Chúa rất vui, bởi vì con đã sống chứ không phải chỉ có nghe không mà thôi, mà sống theo giáo huấn Tin Mừng. Năm 26 tuổi, Bosco chịu chức linh mục. Lời đầu tiên mà bà mẹ của Bosco ấy nói với con: con, từ nay con đã là linh mục và con sẽ bắt đầu bước trên nẻo đường thánh giá. Con đừng nghĩ gì tới mẹ, mà chỉ cầu nguyện cho mẹ. Lo lắng duy nhất của con hiện nay là lo phần rỗi các linh hồn. Một bà mẹ đạo đức thánh thiện có thể dạy cho con còn nhiều điều hơn tất cả những gì mà người con học được ở trong thời gian huấn luyện tại chủng viện triết học và thần học. Một bà mẹ đã dạy con bằng chính gương mẫu của mình. Và đúng vậy, Thánh Gioan Bosco nhiều lần nói với người khác: tôi trở thành linh mục và trở thành linh mục có ích cho giáo hội, đó là nhờ mẹ tôi. Thấy ngoài đường phố đầy dẫy những đứa trẻ bị bỏ rơi, lang thang vất vưởng, không ai chăm sóc, dạy bảo. Và Ngài đã quyết định dành trọn cuộc đời để lo lắng cho chúng. Ngài hỏi ý kiến mẹ, và mẹ rất đồng ý. Và mẹ nói: đó là ơn gọi của con. Và thế là Bosco đã quy tụ những đứa trẻ lại, dạy dỗ cho chúng, nuôi nấng chúng, dạy chúng làm việc. Và trên hết, Thánh Bosco nói: tất cả chúng ta phải nên thánh. Ngài mời gọi những trẻ con phải nhận ra ơn gọi nên thánh của chính mình. Năm 1874, Ngài lập dòng
chuyên lo cho giáo dục thanh thiếu niên. Và đó là nguồn gốc của dòng Gioan Bosco hiện nay. Và với mục đích là phục vụ giới trẻ nghèo, phục vụ các thanh thiếu niên nghèo, giáo huấn họ và giúp cho họ nhận ra ơn gọi của chính mình, giúp cho các trẻ em nhận ra ơn gọi của mình không có gì khác là nên thánh. Dòng Bosco đến Hà Nội năm 1952. Năm 1956 có mặt tại Thủ Đức, Gò Vấp. Và chúng ta phải cảm ơn Chúa vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta, cho giáo hội, cho giáo phận qua dòng Đông Bosco. Và chúng ta vẫn phải cảm ơn Chúa bởi vì có biết bao nhiêu Chúa gửi đến trong lịch sử, có biết bao nhiêu tấm gương, có biết bao nhiêu vị thánh đã giúp cho giáo hội. Bí quyết của cha Đông Bosco là yêu thương, và yêu thương hết lòng, không có gì khác, và rất dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện nếu chúng ta ý thức, còn không sẽ khó. Trong một bức thư, Thánh Gioan Bosco nhắn nhủ với con cái: cha khuyên các con hãy bắt chước lòng bác ái của Thánh Phaolô khi đối xử với các tân tòng. Hãy coi các trẻ em dưới quyền ta như là con cái. Hãy dấn thân phục vụ theo gương Chúa Giêsu. Như vậy, các con mới là những người cha đích thực và sửa dạy chúng đích thực. Hãy cố gắng làm cho mình được yêu mến. Hãy vun trồng tâm tình kính sợ Thiên Chúa. Như thế, ta có thể dễ dàng mở được cánh cửa của bao tâm hồn, đặc biệt trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Và Ngài đã sống như thế. Ơn gọi của Ngài, Ngài xác tín là yêu mến giới trẻ, và làm sao để cho giới trẻ nhận ra và yêu mến Chúa, biết Chúa, tin Chúa. Tuy nhiên công việc của Ngài cũng không phải ai cũng ủng hộ. Có lần Ngài bị coi là mất trí. Chúng ta cũng nhớ có lần Chúa Giêsu cũng bị coi là người mất trí và bị đưa vào nhà thương điên. Sau này dần dần người ta mới thấy quả thật tình yêu chinh phục mọi sự. Và người ta nói nơi đâu có tình yêu, nơi đó có phép lạ. Và nếu bây giờ chúng ta nhìn lại những công việc của các cha, các thầy dòng Đông Bosco đã thực hiện ngay tại Sài Gòn chúng ta thôi, từ năm 1956 cho tới nay, chúng ta chẳng thấy đó là phép lạ sao? Biết bao nhiêu tấm gương của các cha rất bình thường, các thầy bình thường đã phục vụ giúp. Và đó cũng là công việc của chúng ta đang làm tại trung tâm mục vụ này. Dù dịch trực tiếp hay gián tiếp, cũng noi theo gương Thánh Gioan Bosco để xây dựng tình hiệp thông vì vinh danh Chúa và vì lợi ích các linh hồn. Nhất là quý cha hay tất cả các giáo viên hay tất cả những ai đang tham gia một cách trực tiếp vào việc giáo dục, huấn luyện đức tin, củng cố đức tin cho biết bao nhiêu học viên, biết bao nhiêu người giáo dân. Kể từ khi thành lập trung tâm mục vụ này, đã có biết bao nhiêu người ý thức sứ mạng của họ và họ đang sống đức tin trong cuộc đời của họ, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong dòng tu. Đó là sứ mạng của chúng ta. Và noi theo Thánh Gioan Bosco chỉ có tình yêu. Xin chia sẻ với cộng đoàn một câu chuyện, câu chuyện tôi đọc thấy trên báo. Có một người kia tên Tiểu Phong, một ngày nọ đi ra ngoài đường, thấy có một người giơ tay xin cứu giúp. Anh ta tự nhiên anh ta cảm thấy thương cảm, anh ta dừng lại. Và anh ta lúc ấy anh ta mới khám phá người ấy bị câm điếc. Anh ta hỏi ông tên gì, cần gì, ông kia không có trả lời được bởi vì không có nghe được và cũng không có nói được. Anh ta tự nhiên anh ta nói người này bị câm điếc và bây giờ đang cần giúp đỡ. Thế là anh ta tự nhiên, không biết anh ta có đạo hay là anh ta đạo Phật cái đạo gì, nhưng mà anh ta có tâm Phật, có tâm Chúa. Và anh ta nói thôi bây giờ mình phải đưa người này, trước hết cho anh ta đi ăn cái đã. Sau khi ăn xong thì anh ta suy nghĩ ngay lập tức, không có đắn đo gì, đưa về nhà mình, đưa về gia đình. Một người lạ lại câm điếc đó, anh ta nghĩ ngay không biết gia đình có đồng ý không, nhưng mà không sao, cứ đưa về. Chỉ có cái trong câu chuyện kể lại là gia đình anh ta cũng là một gia đình có tâm Phật như thế.
Bởi vì trong gia đình, mọi người khi nghe anh ta biết muốn đưa về nhà để trong thời gian tìm kiếm xem người thân của anh ta ở đâu. Và trong gia đình nói, thôi đó là việc thiện, nên làm, cứ giúp anh ta đi, rồi tìm hiểu xem anh ta là người chỗ nào, rồi chúng ta đưa về nhà. Từ năm 2009 cho tới khi tìm được gia đình là 2021, 11, 12 năm trời. Trong thời gian ấy, gia đình cưu mang một người lạ, câm điếc trong gia đình, bị bệnh tật thì lo cho anh ta tất cả mọi sự. Và tìm kiếm nhiều lần vẫn không tìm ra manh mối. Đến năm 2021 thì nhờ công an và những người biết tiếng dùng cử điệu để ra hiệu để giúp cho anh ta, thì anh ta mới viết trên tờ giấy mấy chữ Đỗ Hồng Giang, thì ra tên anh ta là Đỗ Hồng Giang. Và chỉ 3 ngày sau thì cảnh sát mới khám phá ra nhà của người ấy cách đó 1.000 cây số, tên Đỗ Hồng Giang. Và cảnh sát đã nối internet với anh ta, với gia đình, để xem có đúng không. Khi nhìn thấy mọi người ở trong màn hình, anh ta tự nhiên khuỵu xuống, vừa khóc rồi anh ta lại, thì ra đúng là gia đình anh ta thật. Và bên kia nhìn màn hình, gia đình cũng vừa khóc vừa nhận ra người thân của mình mất tích 11, 12 năm trước, bây giờ mới nhận ra. Và bây giờ cảm thấy an lòng khi thấy một gia đình đã đón nhận người thân của mình 12 năm trời. Và sau đó, 2 ngày sau, gia đình đã đến để đón anh ta. Câu chuyện kể lại rất là cảm động. Khi trước khi đi về thì người đàn ông câm điếc nọ tên Đỗ Hồng Giang đã quỳ lại trước căn nhà mà mình đã ở gần 12 năm, quỳ lại trước ân nhân để tạ ơn. Ai nấy đều cảm động. Câu chuyện dễ thương, bởi vì câu chuyện ấy nó phát xuất từ tấm lòng, từ trái tim. Đó cũng là bài học mà giáo hội mời gọi mỗi người trong chúng ta hôm nay suy nghĩ khi kính nhớ Thánh Gioan Bosco. Ngài nên thánh bởi vì Ngài làm tất cả mọi sự từ trái tim, từ tấm lòng. Khi chúng ta có trái tim của Chúa thì chúng ta sẽ làm được những việc mà Chúa đã làm. Đó là điều mà giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ hôm nay, trong gia đình, ngoài xã hội. Trong gia đình, nếu người cha người mẹ giáo dục con cái theo luật Chúa và Hội Thánh với trái tim, với tất cả tâm hồn, chắc chắn con cái sẽ nên thánh, chắc chắn gia đình sẽ bình an. Trong trung tâm mục vụ này, nếu mọi người đối đãi với nhau bằng tình yêu thì chắc chắn việc giáo dục sẽ tốt lành, việc giáo dục sẽ đem lại kết quả mong muốn và luôn luôn có sự hiệp nhất, hiệp thông trong cộng đoàn, trong gia đình. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta ý thức đến bài học mà Thánh Gioan Bosco muốn nhắn gửi chúng ta, và giáo hội cũng muốn nhắn gửi chúng ta hôm nay. Một năm Quý Mão bình an, trung tâm mục vụ đầy tràn ơn Thiên, mọi người ai cũng ngoan hiền, sống đời thánh thiện, vững tin trọn đời. Amen.